Tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ. Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể công bố quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2024 cho đảng viên Vương Đình Huệ. Phát biểu chúc mừng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của đồng chí Vương Đình Huệ mà còn là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, các tổ chức đảng có liên quan, cán bộ, đảng viên nơi đồng chí Vương Đình Huệ đã, đang công tác và gia đình của đồng chí Vương Đình Huệ. Đồng chí Vương Đình Huệ xuất thân từ gia đình cách mạng, tham gia công tác từ năm 1979, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ngày 9 tháng 3 năm 1984, đồng chí được vinh dự kết nạp vào đảng khi đang là giảng viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Trong quá trình công tác, đồng chí được đảng phân công giữ nhiều vị trí quan trọng của đảng và nhà nước ở trung ương và địa phương, như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội khóa 14, khóa 15 từ tháng 3 năm 2021 đến nay. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Với cương vị là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thúc đẩy để hoàn thiện thể chế phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, những nhiệm kỳ gần đây và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc bổ sung về lý luận và thực tiễn, việc thực hiện nguyên tắc, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, giám sát giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự trân trọng và chân thành cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các đồng chí lãnh đạo, của các tổ chức đảng, đồng chí, đồng nghiệp, sự khích lệ, động viên, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân mà trực tiếp là ở những cơ quan, đơn vị, nơi từng học tập, công tác và làm việc. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ đã luôn dành cho cá nhân tôi trong suốt quá trình công tác của mình. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng hôm nay tôi được trao tặng nhắc nhở tôi càng phải luôn nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên của Đảng. Suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, đồng chí Vương Đình Huệ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực không ngừng góp phần cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng ngày 11 tháng 3 theo giờ địa phương, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand nhằm tìm hiểu tiềm năng, nhu cầu và khả năng hợp tác đầu tư Việt Nam-New Zealand. Tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã đạt được những bước phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác còn rất lớn. Do đó, tại hội đàm với Thủ tướng New Zealand, hai bên đã thảo luận nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực theo ba cặp từ khóa: ổn định và củng cố, tăng cường và mở rộng, tăng tốc và bứt phá. Thủ tướng đề nghị chính phủ, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp New Zealand đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam, mở cửa thị trường để tận dụng tối đa các hiệp định thương mại song phương, các khuôn khổ hợp tác, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà hai bên cùng tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi bên,
xem xét gỡ bỏ những rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam, nhất là đối với nông sản, thủy sản. Thủ tướng cũng đề nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ và các cơ chế đối thoại giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đối thoại, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng Kinh doanh ASEAN, New Zealand. Theo Thủ tướng, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp New Zealand đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc năm 2024 do Việt Nam và Canada đồng tổ chức. Tham dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngài Charles Stein, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, đại diện các đại sứ quán, phòng tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam, cùng các giảng viên, điều phối viên và học viên thuộc các quốc gia trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự Canada tham gia khóa huấn luyện. Tham gia khóa huấn luyện gồm 64 giảng viên, điều phối viên và học viên từ các quốc gia trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự MTCP của Canada, trong đó có 35 học viên quốc tế và 20 học viên của Việt Nam. Khóa huấn luyện nhằm mục đích trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn về công tác tham mưu quân sự Liên Hợp Quốc, cấp sở chỉ huy phái bộ cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác thuộc chương trình hợp tác và đào tạo quân sự Canada chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên cương vị sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Canada và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất mong thực hiện khóa học này với các bạn và tất cả những giảng viên, học viên tham dự khóa học này đều sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều. Đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi rất tự hào khi có cơ hội quay trở lại Việt Nam để truyền đạt lại những kiến thức về gìn giữ hòa bình với các sĩ quan Việt Nam. Khóa huấn luyện là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ đối tác Việt Nam-Canada. Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc do Việt Nam và Canada đồng chủ trì tổ chức lần này tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam là một minh chứng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Canada đồng tổ chức khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc và cũng là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lần thứ tư do hai nước đồng tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Canada có mối quan hệ đối tác tuyệt vời trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình với việc ký biên bản ghi nhớ vào năm ngoái để hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này. Tôi rất vinh dự được chứng kiến mối quan hệ phát triển giữa hai nước và sự hỗ trợ quan trọng của Canada đối với những nỗ lực mà Việt Nam đang thực hiện để hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đối với Canada, đây là mối quan hệ đối tác tuyệt vời để có mặt ở đây, cùng mang lại khóa đào tạo không chỉ cho các sĩ quan Việt Nam mà cả các sĩ quan trong khu vực. Trong gần 10 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của Canada, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, nâng cao năng lực. Khóa huấn luyện lần này là một minh chứng nữa về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024, chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng cần tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ra soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn, cơ cấu lại các khoản vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh, khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc, trình chính phủ trong tháng 3 năm 2024, khẩn trương xây dựng phương án đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo Bộ Tài chính, đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng giao. Nguyên nhân do còn nhiều hạn chế ở khâu lập kế hoạch cho đến khâu tổ chức triển khai thực hiện, giám sát kiểm tra. Cùng với đó, nhận thức và tổ chức thực hiện của một số cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao. Do đó,
Bộ Tài chính cho rằng cần xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Sau Thái Lan, Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu rau quả vào thị trường Trung Quốc với kim ngạch 3,4 tỷ đô la Mỹ. Thị phần xuất khẩu rau quả Việt Nam tại thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh từ 8% năm 2022 lên 14% năm 2023. Điều này khiến Việt Nam nổi lên như một hiện tượng và vượt qua Chile, quốc gia nhiều năm liền đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, bên cạnh sầu riêng, hiện Việt Nam đã có 13 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, gồm tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, thạch đen, măng cụt, vải và chanh dây. Mặc dù giá lúa gạo xuất khẩu giảm liên tục nhưng theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đây chỉ là xu hướng trong ngắn hạn và sẽ không giảm quá sâu do nhu cầu lương thực thế giới vẫn rất cao, trong khi nguồn cung hạn chế vì tác động của biến đổi khí hậu. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thì thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 8,6 triệu tấn gạo trong năm 2024. Bên cạnh đó, các quốc gia nhập khẩu hàng đầu đều có kế hoạch tăng nhập khẩu gạo trong năm nay, như Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu kỷ lục 3,8 triệu tấn. Indonesia cũng lên kế hoạch nhập khoảng 3,6 triệu tấn. Đáng chú ý, Trung Quốc sau thời gian dài dừng nhập khẩu và sử dụng gạo dự trữ cũng đã bắt đầu có kế hoạch nhập khẩu gạo trở lại. Trong khi đó, Ấn Độ là nước có sản lượng gạo lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục chính sách hạn chế xuất khẩu nhằm ổn định giá lương thực trong nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Chính phủ về việc triển khai quyết định số 994/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Trong đó, giai đoạn 2015-2023, từ nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí hơn 1.600 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường ngang, đường sắt. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có đường sắt đi qua ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để xây dựng đường gom, hàng rào nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn hoặc từ ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương theo từng dự án phân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định 358 ưu tiên bố trí nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt trong năm 2024 và các năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và trang bị đầy đủ hệ thống thông tin, tín hiệu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai giải quyết dứt điểm tình trạng tự ý tháo dỡ hàng rào và trộm cắp tài sản công trình tại dự án cao tốc Bắc Nam, các đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ thời điểm đưa vào khai thác đến nay, đã nhiều lần xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào, kẻ xấu trộm cắp tấm chống chói, vật tư thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảm bảo an toàn khai thác, thất thoát tài sản dự án. Mặc dù các chủ đầu tư đã có văn bản gửi cấp có thẩm quyền địa phương để xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Để bảo đảm an toàn khai thác các dự án, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai cần quan tâm chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh với đặc thù là đô thị sông nước với trên 900 km đường thủy, chia thành 101 tuyến tương đương 50% mạng lưới giao thông đường bộ. Do đó, hệ thống phương tiện thủy nội địa là rất lớn. Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân liên quan đến đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang khẩn trương bổ sung đăng kiểm viên đường thủy nội địa để đáp ứng nhu cầu kiểm định tàu thuyền của người dân và doanh nghiệp. Đặc thù của phương tiện thủy rất phức tạp so với các loại hình khác, mất nhiều thời gian bởi kích thước, trọng tải phương tiện lớn. Mặt khác, các đơn vị cũng không thể đưa phương tiện sang tỉnh thành khác để đăng kiểm vì liên quan đến luồng tuyến. Việc di chuyển phương tiện rất tốn kém, không như ô tô, có thể di chuyển bất cứ đâu để đăng kiểm. Bên cạnh đó, nắm bắt được tình trạng nhân lực đăng kiểm đường thủy đang khó khăn, nhiều đơn vị đã chuẩn bị hồ sơ đăng kiểm trước một tháng. Trung bình hàng tháng là chúng tôi đã kiểm tra tất cả các thiết bị đều đặn hàng tháng và các cái công việc mà kiểm tra hàng năm là khi các anh đang bộ cán bộ đăng kiểm xuống là chúng tôi đã kiểm tra là
gần như là hoàn thiện hàng tháng và tổng kết tập hợp lại để cho thật hoàn chỉnh nhất cho con tàu hoạt động. Cũng khuyến cáo với cả chủ phương tiện là lên các anh lên mời sớm trước khoảng độ một tháng, thì thứ nhất là bọn tôi sẽ bố trí thời gian, cái thứ hai là khi bọn tôi xuống kiểm tra ấy, mà khi có khiếm khuyết nào của tàu thì chủ tàu cũng có thời gian để mà khắc phục khiếm khuyết và có thời gian để mời đăng kiểm kiểm tra làm sao để tàu không dừng hoạt động một ngày nào. Phương tiện đường thủy với đặc thù phức tạp về máy móc và cả thiết kế nên thời gian làm việc thực tế và ghi chép, thẩm định lâu. Ngay cả những thợ sửa chữa hàng chục năm kinh nghiệm vẫn cần phải nhờ các cán bộ đăng kiểm hỗ trợ đối chiếu các thông số khi tháo máy. Kiểm tra nội bộ, QC sẽ kiểm tra theo tiêu chuẩn quy phạm và bản vẽ hiện hành. Sau đó thì mà gửi giấy mời lên cơ quan đăng kiểm, thì đăng kiểm sẽ căn cứ về trên giấy mời, trên các cái hồ sơ mà QC nhà máy đã kiểm tra, thì bên em sẽ gửi giấy mời lên và đăng kiểm sẽ nhận lịch mời đó và theo đúng kế hoạch mời thì đăng kiểm sẽ xuống mời kiểm tra. Đến cuối tháng 10 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đã có 743 phương tiện được đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, vẫn còn hơn 100 phương tiện đang kiểm tra chưa xong. Trong khi đó, Chi cục Đăng kiểm 6 chịu trách nhiệm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, chỉ có 14 đăng kiểm viên làm việc liên tục. Mặc dù công việc rất vất vả, các đăng kiểm viên phương tiện thủy vẫn nỗ lực làm việc trong thời gian chờ đào tạo bổ sung thêm nguồn nhân lực. Thời gian qua là Chi cục cũng được cục tuyển dụng và khoảng 6 viên chức, thì trong thời gian qua thì là Chi cục đã tổ chức cho đi học hết tất cả các lớp lý thuyết về tàu biển và phương tiện thủy nội địa cho cả 6 anh. Thì hiện tại là đã học xong về lý thuyết, còn bây giờ đang tập trung vào thực hành để đánh giá đăng kiểm viên. Trước mắt thì đánh giá đăng kiểm viên bên tàu biển trước, xong là chuyển sang là đánh giá phương tiện thủy nội địa. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 49 năm 2024 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa để trình Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Trước mắt, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các chi cục đăng kiểm các địa phương đang khẩn trương đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực đăng kiểm viên đường thủy nội địa. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm. Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Sáng nay ngày 11 tháng 3, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phiên xét hỏi sáng nay, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo trạng xác định bị cáo nắm giữ hơn 91,5% cổ phần ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là không đúng. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ thực tế 4,9% cổ phần SCB. Tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, bạn bè ở nước ngoài 30% và bạn bè ở Việt Nam 30%. Khi được hỏi về việc tất cả các bị cáo tại phiên tòa đều khai làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan cho rằng các bị cáo khai không đúng. Bà chỉ kêu gọi cổ đông vào khi hợp nhất 3 ngân hàng, còn bản thân không chỉ đạo điều hành hoạt động của SCB. Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Tính đến thời điểm này, trong đại án đăng kiểm, 318 bị can đã bị khởi tố liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh. Quá trình điều tra mở rộng vụ đại án đăng kiểm từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bắt giam thêm 63 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm theo phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh.
tối ngày 10 tháng 3 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 19h40 ngày 10 tháng 3, tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, tài xế Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách 51B26149 chạy hướng Cam lộ đi thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe ô tô tải 75C01691 đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến 2 người tử vong và 4 người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu. Điều đáng nói, địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 18 tháng 2 chưa đến 10 cây số. Cũng trong tối qua, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng trong nhóm 4 đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa ngày 3 tháng 3, cướp đi gần 40 lượng vàng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm, truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có 4 thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Linh Đoan khi đang lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 6 tháng 3, đối tượng Trần Quang Triệu là đồng bọn cũng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, quê Bà Rịa Vũng Tàu, do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng cướp được, đồng thời vận động hai đối tượng tham gia gây án còn lại ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật. Trong phần tiếp theo của chương trình, tháng lễ Ramadan của người Palestine, chiến tranh và nạn đói. Indonesia, 19 người thiệt mạng và hơn 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt lở đất. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, người Palestine đã chính thức bước vào tháng lễ Ramadan trong bối cảnh tình hình trên thực địa đáng thất vọng. Không có lệnh ngừng bắn trong khi người dân đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là đòi hỏi cấp bách để tránh nạn đói cũng như đáp ứng lời cầu nguyện lớn nhất của người Hồi giáo, hòa bình. Hôm qua, ít nhất một người chết và 3 người bị thương sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào một phương tiện ở Rafah, phía nam dải Gaza. Một số nhân chứng cho biết họ lo sợ khả năng tất cả họ đều chết chỉ còn là vấn đề thời gian và kêu gọi Hamas và Israel đồng ý ngừng bắn. Hằng ngày vào buổi sáng, tôi cùng con trai đi qua cửa khẩu biên giới Rafah tới Ai Cập. Trên đường chúng tôi đến cửa khẩu, lực lượng Israel đã nhắm vào chiếc xe này. Tất cả những người trong xe đều thiệt mạng. Như bạn có thể thấy, máu đã đổ. Lỗi của họ là gì? Họ có lỗi gì mà phải chết? Tất cả chúng tôi sẽ chết. Hãy nhìn xem máu của người dân đã đổ xuống. Đây là cách chúng tôi đón nhận tháng Ramadan. Bất chấp tháng lễ Ramadan, chiến tranh và nạn đói luôn rình rập. Tại dải Gaza đổ nát, một nửa dân số, 2,3 triệu người đang bị dồn ép vào thành phố Rafah. Nhiều người sống trong lều tạm và phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Chuyến tàu đầu tiên của Mỹ vận chuyển thiết bị xây cầu cảng ở Gaza để tiếp nhận viện trợ nhân đạo đã khởi hành và đang trên đường tới khu vực Đông Địa Trung Hải. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông cho biết một chiếc tàu hậu cần quân sự đã rời cảng ở bang Virginia ngày 9 tháng 3 và đang trên đường tới Đông Địa Trung Hải. Đây là chuyến tàu đầu tiên của Mỹ mang theo các thiết bị cần thiết để xây dựng một cầu cảng tạm thời nhằm tiếp nhận viện trợ nhân đạo cho Gaza. Lầu Năm Góc cho biết việc xây dựng cầu cảng này có thể cần tới khoảng 1.000 công lao động và phải mất tới khoảng một tháng để cầu cảng có thể được đưa vào hoạt động. Đây là một trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza trong bối cảnh việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào khu vực này đang bế tắc. Mỹ và Jordani ngày 10 tháng 3 đã tiếp tục thực hiện các chuyến bay nhằm thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết khoảng 11.500 suất ăn đã được thả xuống khu vực Bắc Gaza và hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới. Mưa lớn liên tiếp đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong khi buộc hơn 70.000 người phải sơ tán.
Mưa lớn xảy ra trước tiên tại thủ phủ bang Padang và sau đó là 8 khu vực khác, làm hư hại gần 700 ngôi nhà, nhiều cây cầu, trường học và 113 hectare đất nông nghiệp. Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, đội cứu hộ với khoảng 150 nhân viên từ các cơ quan ứng phó thiên tai của các địa phương đã được huy động tham gia nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn đã gặp nhiều khó khăn do đường xá bị tắc nghẽn sau các vụ lở đất. Những người sơ tán đã tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo gần nhất, được cung cấp các nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống, thuốc men. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar 2024 đã khai mạc tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, Mỹ. Đây là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới, cũng là giải thưởng danh giá được nhiều người say mê nghệ thuật thứ 7 trông đợi. Hai bộ phim thắng lớn tại giải Oscar năm nay là Oppenheimer và Poor Things đã mang về những giải thưởng danh giá cho cả đạo diễn cũng như các diễn viên chính và phụ của phim. Không ngoài dự đoán, tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn trong thời gian vừa qua là Oppenheimer, kể về cha đẻ của bom nguyên tử, thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 với 7 tượng vàng, trở thành bộ phim có nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay. Cụ thể, 7 giải thưởng của bộ phim bao gồm phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nhạc phim gốc xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, biên tập phim xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất. Bên cạnh việc sở hữu các giải thưởng quay phim xuất sắc nhất, dựng phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất, Oppenheimer còn giúp đạo diễn Christopher Nolan, tài tử Robert Downey và tài tử Cillian Murphy lần đầu tiên góp mặt trong danh sách chủ nhân tượng vàng danh giá. Cảm ơn Viện Hàn Lâm, cảm ơn đạo diễn Chris Nolan và tất cả mọi người. Tôi là một người Ireland và tôi rất tự hào khi đứng ở đây tối nay. Chúng tôi đã cùng nhau làm một bộ phim về người chế tạo ra bom nguyên tử. Dù tốt hay xấu, tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới của Oppenheimer. Vì vậy, tôi thực sự muốn dành tặng điều này cho những người xây dựng hòa bình ở khắp mọi nơi. Sau phim Oppenheimer, phim Poor Things, tác phẩm pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng, cũng đã nhiều lần được xướng tên chiến thắng trong các hạng mục làm tóc và trang điểm xuất sắc, thiết kế sản xuất xuất sắc và thiết kế trang phục xuất sắc. Phim cũng đã mang về tượng vàng cho nữ diễn viên chính của bộ phim là Emma Stone nhờ diễn xuất thăng hoa cho vai diễn Bella Baxter trong phim Poor Things. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được làm một phần của bộ phim. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được chia sẻ điều này với mọi diễn viên, với mọi thành viên trong đoàn làm phim, với những người đã dành tình yêu, sự quan tâm và tài năng của họ vào quá trình thực hiện bộ phim này. Xin cảm ơn. Lễ trao giải Oscar 2024 diễn ra trong suốt hơn 3 tiếng rưỡi. Buổi lễ có diễn biến hấp dẫn, tiết tấu nhanh, các bài phát biểu cảm động. Đây có thể xem là một trong những lễ trao giải hay nhất trong những năm gần đây. Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay, ngày 11 tháng 3, Bắc Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa phùn, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 18 đến 23 độ. Do khối không khí lạnh yếu nên nền nhiệt Bắc Bộ không thay đổi, chỉ lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm là dưới 20 độ và ban ngày nhiệt độ tăng, duy trì trong khoảng từ 20 đến 26 độ. Với mức nhiệt như vậy, tình trạng nồm ẩm có khả năng sẽ xuất hiện từ giữa tuần. Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn cũng sẽ xuất hiện vào sáng sớm. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng,
nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ.